mình làm món gì vậy Phương? Lâu lắm rồi mình chưa ăn đồ nướng, hôm nay làm đi. Làm món nướng gì ngon ngon á? Hôm nay mình sẽ quyết định làm món nướng cá này ha. Ừ. Mà cá gì vậy? Cá kèo đi, mình mới mua thùng cá kèo kìa. Giờ đúng rồi, đó giờ mình cũng chưa ăn cá kèo các bạn. Mày ăn chưa Vũ Hành? Chưa. Chị ăn chưa? Chưa ăn chưa? Chưa. Vậy mình làm cá kèo nướng sa tế nha các bạn. Giờ đi chuẩn bị nguyên liệu thôi. Đây là cái thùng cá kèo em mua nè anh chị ơi. Cái này là thùng cá kèo hay gì vô? Nặng chết luôn á, đừng ăn tiếp, Để xuống. Để lên ghế nè. Mở ra đây. Wow. Cá kèo tươi sống luôn, con nào con lấy trời bá luôn kìa. Nhiều quá trời luôn. Lần đầu tiên thấy luôn. Ồ, cá gì? Cá gì đâu mà nhiều dữ vậy. Giờ mình bưng vô trong chế biến đi Phương. Đi. Bây giờ bọn mình sẽ mặn nha. Rửa cho hết nhớt kìa đại. Biết rồi. Kiếm hào chắc ra đi. Mình sẽ lấy lá xả này làm cho mấy con cá hết nhớt nha. Mình đã rửa sạch sẽ các bạn ơi. Bây giờ mình đưa tí Phương ướp nữa là xong nha. Để ra đây tí tôi ướp cho. Cá rửa xong rồi nè Phương ơi. Để lên bàn giùm tôi đi rồi chặt giùm tôi 2 khúc chuối. Ủa mình nướng mình chặt chuối làm gì? Không chặt đi rồi biết. Đi chặt cho. Giờ mình sẽ để cá cho nó ráo nước rồi mình đi ướp nha. Cá rửa nãy giờ đã ráo nước rồi. Ai đại với Vũ Hành rửa. Bây giờ mình sẽ làm ướp nha. Để chị đâm ướp cho cô. Đâm muối ớt đó. Ủa mà ớt gì mà cháy nhỏ xíu vậy? Ớt này là ớt hiểm nha. Bây giờ mình sẽ đâm muối ớt nha. Rồi giờ mình sẽ đợi 15 phút để cho nó thấm nha. Thấm vô thì ăn nó mới ngon được. Cái tô ớt này là cấp độ 5 nè, ai cao thủ mới ăn nổi nha các bạn. Team bọn mình thì ăn cay nhiều lắm. Nghe mùi sọc lên mũi luôn trời. Ái da trời mưa các bạn, dạo bắt cưa khúc hư này nha các bạn. Mấy cây chuối qua hướng bên này cho nó thẳng. Xong giờ mình đem vô nha bạn. Đem vô cho Tiểu Phương. Chuối về nè Phương ơi. Ông cắt cái chuối ra làm hai giùm tôi luôn đi. Nhớ cắt trời kỳ kỹ nha. Các bạn cắt là các bạn phải chia ra cho đập nha. Cắt ngay đây nè. Rồi nè Phương ơi, làm gì nữa? Thì ông để nó đi. Vậy tôi để đây chút cho ông làm nha, tôi đi công chuyện à. Mình ghim mình sửa con cá cho ngay nha. Đó, xỏ vậy, đâm thẳng qua. Đó, các bạn thấy chưa? Còn mình thì đang ghim. Cá này ghim cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Các bạn ơi, mình xỏ xong rồi nè. Để tiếp theo. Nãy giờ mấy chị em mình hỏi nãy giờ nói có được như đây à, mà trong khi nó nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Mình đã xong rồi nè. Đây.
con vô rửa mình lột bẹ nó ra. Lột ra cho nó nhỏ nhỏ nha các bạn. Rửa trước cái hả? Thôi rửa giùm em. Dì Hảo ơi, cái này bự quá à, lột nhỏ lại đi. Rồi. Các bạn ơi, tại móng tay mình không có cho nên mình lột chậm. Được rồi đó, để em lột cái nữa. Rồi, được luôn. Rửa cho nó sạch lại. Mình lột cái thân chuối như thế này là được rồi đó. Sau đó mình sẽ ghim mấy con cá này vô đây. Vậy là mình ghim vô cái chuối nước hả Phương? Đúng rồi, lên tỉnh ghim Di Hảo ơi. Đây. Giờ mình sẽ ghim mấy con cá vô như thế này nè nha các bạn. Rồi, được. Chị Hảo ơi, mình tiếp tục ghim đi. Mình sẽ ghim như thế này cho tới hết luôn nha. Rồi sau đó mình sẽ thi một hàng ở đây với đây nữa. Một cây thân chuối như thế này khoảng mấy chục con á. Cái kẻ nào hư xen vô chị Hảo ơi. Mấy con cá đâm vô. Xen vô như thế này nè thì nó mới được nhiều con. Chị ghim hết con này đi rồi em chở qua bên kia ghim. Rồi chở đi. Rồi xong rồi đó Phương ơi, chở lại đi. Để em chở. Mấy đứa con gái thì ghim cá vào cái chuối, còn mình thì nhúng lửa. Giờ mình sẽ đốt lửa lên. Rồi cháy các bạn ơi, giờ để củi vô nha. Đây bự quá. Cái cây này nè, cái cây dừa thôi nha các bạn. Đút vô. Như vậy là được rồi nha bạn. Để than nó nóng lên thôi. Than nóng rồi Phương ơi, đem ra nướng đi. Mình đã ghim xong rồi nè các bạn ơi. Các bạn thấy đẹp không? Tiếp theo mình sẽ quét sa tế lên cho nó đậm đà thơm ngon. Bây giờ mình bưng lên nướng được rồi đó. Vũ Hanh ơi, bưng lên nướng giùm tôi đi Vũ Hanh. Ừ. Cái đống cá luôn. Để lên nha các bạn. Trời ơi trời. Nó các bạn thấy đẹp không? Quá ngon luôn rồi. Các bạn thấy mình có sáng tạo không? Người ta gọi cái này là cá kèo nướng lõi chuối. Như thế này là sắp chín rồi đó. Các bạn thấy mùi thơm nó bốc luôn không? Cực kỳ thơm luôn. Xong rồi ớt nữa chứ. Một sa tế này đã có ớt rồi, cái xong rồi mình cho thêm ớt bột vô nữa là quá sáng ngon. Ăn vừa chắc nó cay cay thè thè lắm đây. Chút xíu mình sẽ lấy ra ăn được rồi đó. Ôi, má ơi, nó thơm kìa. Đây là cá kèo nước lõi chuối. Mấy anh chị ăn con nào thì rút ra con đó nha. Ăn con này. Rau rồi nha. Con này. Đó thì ngon rồi. Với lại ba loại nước chấm nè, mấy anh chị chấm điểm nước chấm luôn nha. Mời tất cả các anh chị cùng ăn, mời các bạn cùng ăn nha. Dắt chào vô. Đừng ớt chứ. Đừng ớt ngon lắm bạn. Tươi ớt mình chấm cho 8 điểm thôi các bạn. Mình chấm cho 9 điểm. Quá ngon. Chín luôn. Mình cũng chấm 9 luôn. Còn Dĩ Hảo 8 điểm à. Rồi, dạ. Cái này là cái gì nè? Quế ớt mình ăn nè các bạn. Hay mình thêm quế ớt nữa các bạn. Ngon. Rồi, để thêm chanh hả? Lẹ à. Mình chấm thử rồi. Nó ngon á. Ngon không? Cái này mình chấm cho 10 điểm. Mình cũng 10 điểm luôn nha các bạn. Mình 10 luôn. Mình cũng 10 luôn. Mình đâm hả? Tới cái này nè các bạn, cái này là hơi bị ngon luôn nè. Bốc sẵn. Bốc sẵn nè. Miếng nào gặm nữa. Cái này ngon các bạn, mình sẽ cho 10 điểm. Mình chấm thử luôn rồi. Sao ngon?
ngon quá vậy, ngon à, mình cũng chấm 10 điểm luôn. Còn mình á, mình chấm cho 7 điểm mà mình thấy không chín à. Mình cũng chấm chín à. Ngon rồi, tự tư phương chấm điểm. Đó, các bạn thấy không, ý tưởng của Tiểu Phương nha, khỏi cần mâm gì luôn. Vậy cái gút gà luôn đó, nhìn vô cái lưỡi chuối là xong. Điểm nhân tạo mình chấm 10 điểm luôn nha bạn. Cái kẹo này chấm với ớt xanh với muối ớt bao ngon các bạn. Mình đang gần hết nữa bạn. Ăn tôi miếng đâu ăn nữa. Người ta rút ra lấy một bài bé giờ đi bạn. Bây giờ cho dễ. Đây là miếng cá kèo, thêm một miếng rau găm nữa mới được. Hai miếng đi. Xong để vô. Cuốn lại. Chấm. Chấm. Lắm. Bao ngon luôn bạn. Đúng. Ngon. Cá kèo mà không có rau găm là giả nha các bạn. Cái phía bên trai có hai người mà phía bên gái ba người mà nãy giờ ăn chưa hết nữa. Mình với Duy Anh ăn khoảng mấy con nữa hết rồi. Chấm vô. Chưa không ngon. Quá ngon. Rất ngon. Chấm từng gói là mới lạ. Nghe món cá kèo nước lỡ chuối mà chị chấm cho em mấy điểm. Một điểm. Quá chị ngon à. Quá chị đã. Quá chị ông Minh. Ngon xuất sắc luôn á. Sáng tạo. Cá kèo á là phải cuộn chung với rau găm thì nó mới ngon được. À, đây nhìn nè. Tháo chưa nha. Chấm nước nè. Rồi. Cuộn rau găm lại, bớt miếng rau găm. Bỏ miệng hơi chấm, nấu chấm. Bỏ miệng nhai. Quá ngon luôn. Cái món cá kèo nướng sa tế thì quá trời ngon rồi. Kết thúc video đi Phương. Nếu mà các bạn thích cá